là Team Nu, chúng con vừa trải qua vòng đối đầu của chương trình The Boy Kids 2016. 15 bạn cùng thi đấu với nhau, nhưng chỉ có 6 bạn được chọn vào vòng live show. Tuy rằng được chọn vào vòng trong, thì chúng con cũng rất vui vì được tiếp tục với cuộc thi, nhưng phải chia tay các bạn khác trong team chú Ngô Phước Thuận. Tụi con cũng buồn nhiều lắm, không biết khi nào tụi con mới được gặp lại tất cả mọi người. Ngày mai tết 6, chúng con sẽ cùng chú Ngô Phước Thuận thực hiện một MV về môi trường mang tên Màu Xanh. Chắc chắn đây sẽ là một ngày vất vả nhưng thú vị lắm, vì chúng con chưa bao giờ được quay MV, thật là hồi hộp. Ngay bây giờ chúng con sẽ phải tranh thủ đi ngủ để ngày mai thật khỏe nè, thật là sảng khoái để quay MV cùng chú Nô thật tốt. Sớm thì make up và không buồn ngủ. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Và đêm qua vừa mới hoàn thành xong vòng đối đầu, thì Nu Phước Thuận đã lên đường để đi đến Long Hải, Vũng Tàu để mà có một cái buổi quay hình MV mang tên là Màu Xanh. Và MV này Nu Phước Thuận sẽ thực hiện cùng với Top 6. Đêm qua sau khi các em hoàn thành xong vòng đối đầu thì hơi mệt sức, hơi buồn và cũng có rất là nhiều nước mắt. Nhưng mà các em cũng đã phải cố gắng để chia tay các bạn để lên đường đi đến với Long Hải. Chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ để mà mình có thể thức dậy từ 4-5 giờ sáng. Và hy vọng rằng là ngày hôm nay nắng sẽ đẹp và tất cả mọi thứ sẽ thuận lợi để thực hiện MV này thật đẹp để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả như một lời cảm ơn. Đây là lần đầu tiên con được quay MV và đặc biệt là con được quay cùng với chú Nu, con cảm thấy rất là hồi hộp. Con cảm thấy rất là hào hứng, rất là phấn khích. Con thì cảm thấy hơi lo sợ vì đây là lần đầu tiên con quay MV với chú Nu ạ. Con không biết là mình có làm tốt được hay không, nhưng mà con sẽ cố gắng làm tốt để con có những khoảnh khắc đẹp nhất với chú Nu ạ. Và bây giờ hãy cùng Nu và Top 6 của dòng hát Việt Nhí năm 2016 bước ra biển thì chúng ta cùng tận hưởng hương gió biển cũng như là cảnh quan thiên nhiên trong MV Màu Xanh. Xin mời tất cả mọi người cùng theo Nu nha. Một cái MV âm nhạc với chú Nu về chủ đề là môi trường.
Lần đầu tiên con quay MV thì con cảm thấy rất là vui nhưng mà con hơi mệt. Với lại thì quay thì cũng không khó lắm. Khung cảnh quay hôm nay thì rất là đẹp, rất là thơ mộng và mát mẻ. Trang phục của con thì rất là hợp với cái khung cảnh ngày hôm nay ạ. Hoa lá rừng cây. Chú Nu chọn cho con một bộ quần áo rất là đẹp. Với cả quần, với cả đường dây. Thì để mà chuẩn bị cho những cái set hình quay đẹp nhất cũng như là những cái set hình quay hoàn chỉnh nhất thì chắc chắn phần trang phục là một trong những phần quan trọng nhất. Mình phải chuẩn bị rất là nhiều, làm sao cho đơn giản, thoải mái nhưng mà phù hợp với lại phong cảnh thiên nhiên. Ngoài bộ đồ mà Team Nu đã chuẩn bị thiết kế và may cho các em thì bây giờ những cái bộ trang phục khỏe mạnh, năng động như thế này thì sẽ phải được Nu chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để các em vừa có thể tự tin, vừa có thể thể hiện được cá tính của mình trong MV và vừa có thể phù hợp được với hoàn cảnh mà các em đang xuất hiện. Một màu xanh cho bao tình yêu, một màu xanh cho bao ước mơ, một màu xanh cho những hy vọng. Vì thiên nhiên cho muôn loài cây, vì thương xót cho bao muôn thú, ánh sáng sẽ xua tan bóng đêm. Em đi giữa biển ra này bác. Lúc nào có mệt không? Con không mệt. Con có đau bụng không? Con đưa hơi. Xong cái này nốt cái này mình ăn nhá. Đây là Team Nu chiến thắng. Đi vào. Ta thở rồi à, ta. Ôi chưa cho con. Đây, gió biển rồi còn gió này nữa có mát hơn được đâu. Mát cho chị. Cái chị có mát hơn. Ơ không rồi. Mát chưa? Em trong ăn của chị chảy tay luôn. Cái nước ngọc đi con, cái hàng con nhanh lên. Theo cô, hàng một hồn mà. Ôi nước đỏ về đại dân. Yeah. Đau quá, tụi cô làm cho ta quẹo chào. Ngày mai đứa bị coi này. Con như thế phải không? Đây là sao? Con xí xí. Một cái cục này lên. Cami đừng dây. Các con phải diễn như thiệt. Các con không đùa giỡn. Các con phải tập trung nghe các cô, các chú phân định cái chỗ nào để các con vào. Đi như thế nào để các con không che mặt bạn. Đó là một trong những điều rất là quan trọng khi mà con thực hiện MV. Các con nhớ không? Rồi bây giờ các con đi vào. Chú có con diễn thiệt luôn à. Chú ơi, ở đây không được hút thuốc. Ở đây có bản cấm. Hút thuốc là không tốt. Khán giả mà thấy các con ủng hộ cho cái sự ý thức của người dân, ủng hộ cho cái sự bảo vệ môi trường thì mọi người sẽ tuyên dương các con. Các con hiểu không? Có. Thời tiết hôm nay cũng khá là thuận lợi. Nắng rất là tốt, rất là đẹp. Vì vậy cho nên rằng là mọi người đang rất là theo kịp tiến độ của cái MV ngày hôm nay. Nhưng mà có vẻ các bé vì vậy cho nên vẫn còn rất là ham chơi. Cho nên là bản thân Nu phải nghiêm khắc hơn một chút nữa thì mới tập trung được. Trong team thì có Tuấn Ngọc, hôm trước vòng đối đầu thì bị té, cho nên là bản thân Nu cũng rất là lo và phải chăm sóc liên tục vì quay ở biển và có muối và có hơi nước rất là cao, độ ẩm rất là cao, vì vậy cho nên rất là sợ là vết thương lại bị nhiễm trùng. Con thấy rất là mệt và cũng vui. Chúng con bị sưng và con thấy rất là đau mà con vẫn cố gắng. Thật ra đáng lẽ MV màu xanh này sẽ phải được thực hiện sớm hơn cùng với Top 15. Nhưng mà vì lịch tập luyện cho các em quá dày đặc và cần phải cho các em tập trung vào trong vòng đối đầu, vì vậy cho nên rằng là những người bạn phải ra về sẽ rất là buồn. Nhưng mà thôi thì xin hẹn một cái sản phẩm khác, chúng ta sẽ cùng hợp tác. Cũng như tất cả mọi người biết thì ca khúc màu xanh của nhạc sĩ Hoàng Rapper đã có một cái bản phối mới. Cái bản phối nó trẻ trung hơn và nó có thể phát huy hết được những cái thế mạnh của Team Nu. Con thấy bài hát của mình rất là ý nghĩa và nó mang thông điệp là mọi người hãy chung tay góp sức và giữ cho môi trường của chúng ta thật trong lành và sạch đẹp. Chúng ta nên phải giữ môi trường để bảo vệ sự sống trên trái đất này. Con muốn biển thật xanh thật.
Thì MV này có tên là Màu Xanh vì Nu đang muốn nói tới việc bảo vệ môi trường. Nu nghĩ rằng là việc hướng dẫn cũng như là định hướng cho các em làm những việc ý nghĩa từ lúc này là một điều vô cùng là quan trọng. Phá tan rừng xanh này, đừng đốt đi đồng xanh đó, giết đi biên xanh. Đây là cảnh cuối cùng của MV Màu Xanh. Nu và team của Nu rất là mệt nhưng mà rất là vui. Cùng với ekip, mọi người đã làm ra một sản phẩm rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay rất nhiều. Và hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho team Nu và MV Màu Xanh. Vừa rồi là những hình ảnh vui nhộn của team Nu chúng con khi thực hiện MV Màu Xanh. Thông qua MV Màu Xanh này, team Nu mong muốn mang đến một thông điệp rằng trái đất đang bị ô nhiễm từng ngày, xin đừng hủy hoại môi trường. Con người hãy cùng chung tay bảo vệ màu xanh trái đất, bảo vệ cuộc sống và tương lai của loài người.